Thông tin ca sĩ Cẩm Ly đột ngột qua đời ở tuổi 48. Mới đây, trên YouTube xuất hiện loạt clip được đặt tiêu đề ca sĩ Cẩm Ly đột ngột qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh quái ác. Thông tin này đã khiến không ít người trong giới hoạt động nghệ thuật và khán giả hoang mang bởi thời gian qua nữ ca sĩ thường xuyên sử dụng và cập nhật các hoạt động thường ngày của cô lên mạng xã hội. Ngay sau đó, Cẩm Ly đã lên tiếng trên báo Người Lao Động và cho biết chính cô cũng đọc được tin đồn thất thiệt giọng ca chim trắng mồ côi, cảm thấy rùng rời khi tên tuổi của mình bị lôi ra cắt ghép với thông tin hoàn toàn sai sự thật nhằm mục đích câu view. Cẩm Ly tiết lộ thêm những ngày qua cô thất bật với việc tham gia hi hi game show và hạn chế sử dụng điện thoại. Lúc nghỉ ngơi cô mới biết đã nhận được hàng trăm cuộc gọi tin nhắn của những người thân quen hỏi về thông tin lan truyền chưa được kiểm chứng. Nữ ca sĩ 7X thông báo thêm hiện tại sức khỏe của cô vẫn tốt và vẫn duy trì công việc bình thường. Sang năm 2022, cô còn ấp ủ thêm nhiều kế hoạch lớn trong sự nghiệp và mong mọi người hãy cẩn trọng khi đọc những tin đồn quái ác. Hiện tại trên YouTube, những đoạn clip cắt ghép sai thông tin vẫn tồn tại và đã không ít bình luận bày tỏ sự khó chịu và bức xúc. Đàm Vĩnh Hưng đau lòng, lực bất lòng tâm nhìn Cẩm Ly lại bị căn bệnh nguy hiểm hành hạ. Mặc dù đã làm đủ mọi cách, nhưng xem ra căn bệnh nguy hiểm đeo bám ca sĩ Cẩm Ly suốt nhiều năm qua vẫn không chịu buông tha cho cô. Quá thương đàn chị, Đàm Vĩnh Hưng đã cho cô một viên thuốc để uống thử. Cẩm Ly là nữ ca sĩ nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Giọng hát đặc biệt của chị Tư được rất nhiều khán giả yêu mến. Thế nhưng từng có thời gian cô bị thay đổi giọng, thậm chí không thể hát được nữa. Nữ ca sĩ phải sống trong sợ hãi, áp lực, quyết định tạm ngừng hát để sang nước ngoài điều trị. Căn bệnh mà Cẩm Ly mắc chính là viêm xoang nặng. Nghe thì đơn giản, nhưng nó đã khiến cô khốn khổ rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống. Nhưng tưởng sang nước ngoài để nạo xoang có thể giúp tình hình tốt hơn, nhưng Cẩm Ly vẫn thường xuyên than vãn khi căn bệnh này tái phát. Mới đây trên kênh YouTube, Cẩm Ly chia sẻ clip ghi lại cảnh hậu trường Táo Xuân năm 2021. Ngoài nữ ca sĩ còn có Đàm Vĩnh Hưng, Minh Dự, Phương Mỹ Chi, Minh Nhí. Trong quá trình quay phim, Cẩm Ly lại bị căn bệnh xoang hành hạ, mặt cô sưng vù, mệt mỏi, không thể tập trung nổi. Dù vậy, giọng ca chim trắng mồ côi vẫn cố gắng cùng mọi người ghép vai đến cùng. Đàm Vĩnh Hưng rất sốt sẵn, không ngừng lo lắng cho tình hình của đàn chị. Được nam ca sĩ liên tục hỏi han, Cẩm Ly chia sẻ, chị bị sốt, đau nhức hết trên đầu, mắt còn không mở được. Cái bệnh viêm xoang này, nó hành hạ ghê lắm. Thấy vậy, Mr. Đàm liền đưa cho Cẩm Ly một viên thuốc sủi xoang, mong cô uống vào sẽ đỡ hơn. Tôi vừa ăn cơm xong, Đàm bị viêm sủi xoang, phải uống thử xem có đỡ không, chứ mũi cứ nhức, chảy cả nước mắt, khó chịu quá, không biết có đỡ không. Hy vọng chịu đựng nổi, từ sáng tới giờ tôi mới tập được có 3 cảnh mà đã 3 giờ chiều rồi, không biết mấy giờ mới được về nữa, tôi đang nhức lỗ mũi quá, một hồi nữa lên cơn là chảy nước mắt, khó chịu lắm, Cẩm Ly nói. Một lúc sau nhạc sĩ Minh Vi xuất hiện, anh đến thăm vợ khi biết cô lại bị bệnh xoang hành hạ. Hai vợ chồng tình tứ nói chuyện, thậm chí còn đút cho nhau ăn khiến mọi người phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Cẩm Ly sau đó cũng ổn định sức khỏe, trở lại tập luyện cùng mọi người. Đàm Vĩnh Hưng đau lòng, lực bất lòng tâm nhìn Cẩm Ly lại bị căn bệnh nguy hiểm hành hạ. Mặc dù đã làm đủ mọi cách, nhưng xem ra căn bệnh nguy hiểm đeo bám ca sĩ Cẩm Ly suốt nhiều năm qua vẫn không chịu buông tha cho cô. Quá thương đàn chị, Đàm Vĩnh Hưng đã cho cô một viên thuốc để uống thử. Cẩm Ly là nữ ca sĩ nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Giọng hát đặc biệt của chị Tư được rất nhiều khán giả yêu mến. Thế nhưng từng có thời gian cô bị thay đổi giọng, thậm chí không thể hát được nữa. Nữ ca sĩ phải sống trong sợ hãi, áp lực, quyết định tạm ngừng hát để sang nước ngoài điều trị. Căn bệnh mà Cẩm Ly mắc chính là viêm xoang nặng. Nghe thì đơn giản, nhưng nó đã khiến cô khốn khổ rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống. Nhưng tưởng sang nước ngoài để nạo xoang có thể giúp tình hình tốt hơn, nhưng Cẩm Ly vẫn thường xuyên than vãn khi căn bệnh này tái phát. Mới đây trên kênh YouTube, Cẩm Ly chia sẻ clip ghi lại cảnh hậu trường Táo Xuân năm 2021. Ngoài nữ ca sĩ còn có Đàm Vĩnh Hưng, Minh Dự, Phương Mỹ Chi, Minh Nhí. Trong quá trình quay phim, Cẩm Ly lại bị căn bệnh xoang hành hạ, mặt cô sưng vù, mệt mỏi, không thể tập trung nổi.
Dù vậy, giọng ca chim trắng mồ côi vẫn cố gắng cùng mọi người ghép vai đến cùng. Đàm Vĩnh Hưng rất sốt sẳng, không ngừng lo lắng cho tình hình của đàn chị. Được nam ca sĩ liên tục hỏi han, Cẩm Ly chia sẻ. Chị bị sốt, đau nhức hết trên đầu, mắt còn không mở được. Cái bệnh viêm xoang này nó hành hạ ghê lắm. Thấy vậy Mr. Đàm liền đưa cho Cẩm Ly một viên thuốc sủi xoang, mong cô uống vào sẽ đỡ hơn. Tôi vừa ăn cơm xong, Đàm Vĩnh Hưng mới cho tôi một viên sủi xoang, phải uống thử xem có đỡ không, chứ mũi cứ nhức, chảy cả nước mắt, khó chịu quá, không biết có đỡ không, hy vọng chịu đựng nổi. Từ sáng tới giờ tôi mới tập được có 3 cảnh mà đã 3 giờ chiều rồi, không biết mấy giờ mới được về nữa. Tôi đang nhức lỗ mũi quá, một hồi nữa lên cơn là chảy nước mắt, khó chịu lắm, Cẩm Ly nói. Một lúc sau nhạc sĩ Minh Vi xuất hiện, anh đến thăm vợ khi biết cô lại bị bệnh xoang hành hạ. Hai vợ chồng tình tứ nói chuyện, thậm chí còn đút cho nhau ăn khiến mọi người phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Cẩm Ly sau đó cũng ổn định sức khỏe, trở lại tập luyện cùng mọi người. Cẩm Ly, tôi tuyệt vọng suốt 3 năm mất giọng. Tôi lo lắm, thời gian dài không đi hát. Tôi không biết khán giả sẽ phản hồi ra sao, dù bolero trữ tình vốn là thế mạnh của tôi. Vài năm qua thỉnh thoảng, tôi chỉ đi hát ở vài nơi cho đỡ nhớ. Song cảm giác không thoải mái vì chất giọng vẫn chưa hồi phục. Là ca sĩ chỉ một lần phải cầm micro khi đang cảm là đã ám ảnh lắm rồi, huống hồ tôi mắc bệnh nan y đã lâu. Gần đây sức khỏe tôi có phần sa sút, ngoài viêm xoang có thời gian tôi sụt mất 3 kg vì bệnh sốt xuất huyết. Người mệt rã rời, tuy vậy tôi học cách chấp nhận vì bệnh của tôi. Phải cải thiện từ từ, không thể một sớm một chiều mà lấy lại phong độ. Hiện giọng hát của tôi trở lại khoảng 80%, âm sắc không còn trong trẻo như xưa vì đã phải can thiệp dao kéo. Tôi bị xoang đã lâu, nhưng trước đó chỉ uống thuốc cầm cự, không điều trị tận gốc. Căn bệnh bắt đầu ảnh hưởng nặng từ cuối năm 2017. Khán giả xem TV hay thấy giọng tôi nghẹn nghẹn. Dù chỉ nói, tôi khó lòng cất giọng hát vì dịch ứ đầy rau mùi. Một sáng tỉnh giấc, tôi thấy giọng mình khàn đặc, có bệnh thì vài tứ phương. Không phương thuốc nào tôi không thử qua, từ Tây đến ta tôi không ngần ngại. Không dám mổ vì bác sĩ cảnh báo nếu phẫu thuật, bệnh có thể thuyên giảm, nhưng giọng chắc chắn ảnh hưởng. Năm 2018 thấy bệnh quá nặng. Hai em gái ca sĩ Hà Phương và Minh Tuyết đề nghị tôi sang Mỹ khám. Tôi được chỉ định mổ não xoang, ở lại điều trị trong 1 tháng. Thời gian đó nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi ứa nước mắt, sợ bệnh viện mất giọng rồi giải nghệ xa khán giả. Tôi sang Mỹ một mình vì chồng phải trông nom 2 bé gái. Điều an ủi của tôi là được gia đình bên ấy chăm sóc. Chúng tôi